kem trị mụn ẩn ori có tốt không review chi tiết kem trị mụn ẩn ori là sản phẩm trị mụn được các tín đồ mê làm đẹp chú ý trong thời gian gần đây nếu bạn cũng đang tìm kiếm một giải pháp trị mụn ẩn đáng ghét thì đừng bỏ qua video review về kem mụn ori này nhé đầu tiên sẽ là phần bao bì sản phẩm có hai tông màu chủ đạo là trắng xanh tuy đơn giản nhưng sang trọng, mang đặc trưng của các dòng mỹ phẩm. Một tuýp có kích thước nhỏ gọn nhưng dùng được khá lâu vì mỗi lần dùng chỉ cần chấm một ít lên mụn và vết thâm. Kem mụn Ori được chiết xuất từ các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên. Phải kế đến như Phytosachic Acer, chiết xuất từ trong biển nâu được chứng nhận về công dụng làm đẹp nó có khả năng chống lại vi khuẩn gây mụn như p acnes Simper LVW, hoạt chất nhập khẩu từ Pháp, có khả năng tham gia vào hoạt động giải phóng AHA, kiểm soát tốt khả năng làm sạch và tẩy tế bào chết của da. Ngoài ra, kem còn chứa một số chất nổi bật như ethyl ascorbic acid, vitamin C, pancratin maritimum extract, chiết xuất hoa huệ biển quan trọng nhất là sản phẩm không chứa các chất cấm gây kích ứng da như paraben hay quát. Trong quá trình sử dụng kem mụn Ori, bạn cũng cần xây dựng một lối sống lành mạnh, uống nhiều nước và bổ sung rau xanh, trái cây để da mau khỏe hơn. Hãy click vào link bên dưới để xem thêm nhiều cách trị mụn ẩn hiệu quả nhé.